À, mình là Dung Nam Định. Mình được biết qua thầy Tiến qua các video và mình đã đăng ký khóa học combo của thầy. Thì từ khi mình may mắn mà được học thầy thì mình mới hiểu ra là đi đầu tư mình phải biết mua cái loại gì, mua cái gì quan trọng hơn là mua ở đâu. Và mình hiểu được là cái loại nào nó dễ nhân đôi tài khoản và cái loại nào thì nó chỉ tăng được 20%, 30%, và cái loại nào là nó không tăng giá. Thì mình cũng rất là cảm ơn thầy vì đã có cơ hội được học thầy, được đỡ phải trả phí những mấy trăm triệu, 1 tỷ ở ngoài trường đời. Mình biết qua thầy Tiến qua cái các cái video ấy, thì bắt đầu là mình mới kết nối được và đến học lớp combo của thầy. Thì từ khi được học thầy thì thì kiến thức của thầy ấy, nó rất là thực tế. Và trước đây mình đầu tư gọi tự phát thì nhiều cái nó sai hướng, và may mắn mình gặp thầy mình học thì mình kịp thời điều chỉnh nó hiệu quả hơn. Vì những người ít tiền đầu tiên như thầy nói là mình ưu tiên làm về lãi vốn trước, mình làm dòng tiền sau, và cái loại làm dòng tiền thì nó phù hợp với những người có nhiều tiền rồi.